mình với hai ông bạn đi câu hóa hồ cá của ông bạn bên kia. Là chỉ được đi ông bên kia nuôi cá nhật không ạ? Nhớ được hay vậy. Mình nhớ mãi mãi rồi. Không bấm nữa. Rồi bấm cái địa chỉ của anh cho tới kia đó. Tại trong cái mấy cái chỗ mà địa chỉ nó chỉ với từ lưa luôn á, nó chỉ mà từ trong farm nó chạy ra chạy kia chạy vô. Có nhớ cái địa chỉ đâu? Ồ, không phải. Đi ra, ra, đi ra đi. Đang kêu nhảy qua hàng rào nhà chú sĩ sợ, sợ tụi thằng kia vắt súng nó bắn. Đừng có tưởng ăn trộm á. Nhà thì có camera mà không sợ gì. Chú thị có mà thằng kia nó đâu biết mình là ai đâu. Đó mẹ. Thằng đó cứ đúng là nhờ nó mà đào được cái hồ đó, không có nó rồi chắc nghĩ đào được hồ mua máy mua cái máy rồi. Ai cháu ngồi đứng ngó rồi. Người ta biết sử dụng luôn ha. Đúng vậy mà nó để đào ai thiệt. Ô có ngựa. Đây là nhà này. Đóng cửa rồi. Ủa cũng không biết. Cho nó xích dưới. Về nè. Cũng ở Việt Nam kìa. À ông không? Đâu. Đâu ra nè. Mỹ. Đây nè. Nhà này cũng rồi. Đúng. Nhà này. Ông mới răng mở cổng á. Có gì chữ Việt Nam biết. Đâu ra nè. À, đây à đúng rồi. Mình đã tới nơi chỗ bên cá. Thì bởi vậy nãy mình nhà đất cũng quá đất rộng quá rồi. Ồ nghe tin nước chảy rồi đó. Có nuôi chim rồi á. Rồi đó. Ừ. Wow. Đấy, dàn cá của chú rồi. Ô con này đã rồi. Tháng 12 trở lại đây.
Ở dưới này cá con hả? Cá này goldfish à. Cái này goldfish cho bạn là quăng. Wow. Cái hồ này chú chứa cái con này nổi à. Nè. Con này cũng đã chấm giữa luôn. Dạ nè. Trời ơi con. Wow, đây dạng cá của chú. Chỗ này ở chỗ người dẫn mình lên coi dạng cá của chú. Nó dạng bơm mà dễ sợ. À, con, trời ơi, con này cũng đã. Mình chạy ra coi cái này khu vườn của chú. Này. Wow, tù liner nè. Như vậy dành bơm của chú quá. Dành siêu tợ của chú quá. Đang đi theo chú để ra coi ở trong. Đây mấy cái hồ cá. Này dành lọc. Ủa có mấy. Đây cái con chú bán này. Ở sau này hồ cá. Oh man, nó sau này quá trời luôn. Wow. Bây giờ làm việc mà giống đi làm á. Bây giờ làm cái gì mà giống đi làm á. Nhưng mà cái nhà nó là giống đi làm. Thì trước khi đi nhập á. Ok, cả của mình đó là mình sẽ ai đi nhập á. Và trước khi được tại đó. Sau này chú cũng chơi nữa hả? Dành cũng cũng tìm. Wow, đây có dành cả. Ồ, mình thấy dành cá nhịch của chú không? Mình bơm cũng được luôn. Con nhà này chú không mua cá cho người này. Nó đụng vô cũng 300-400 triệu rồi. À dành siêu tượng của chú cũng ngon. Ba gái một cái bơm cái đó là bơm cũng lớn á. À, chú ghe hai chú hai anh chị đang coi lựa cá. À. Wow, có con vàng đẹp đấy. Wow. Trong này có mấy con. Con này đụng vô cũng bật ngàn, hai bật ngàn. Này. Ở dưới đây có cá rồi. Tự nhiên rồi. Đây à. Trong nhà cái này nuôi trong nhà.
chỗ này một hồ, hồ kia nữa, sao đất rộng thôi rồi. Hồ đây cũng có cá, nắng quá nó chói á, đá con mèo. Hồ này cũng cá rồi, con bốn ngàn trở lên này. Đây hồ rồi, à, hồ quá trời, á giận tôi tao khủng thiệt. Hả? Em nào nói em nào chưa? Bắt về. Hả? Bắt về. Mày cháu có hành nào đó? Em thấy mấy âm dưới này không có về. Nhưng mà nói trước nha. Con bắt kia nè hả? Ừ, bắt cái con nó đẹp quá. Ừ, con nó bắt có gì dành chút xíu đó. Vợ bắt đây không con vàng, vợ vàng chú thì bắt cái nào? Vàng phải không? Đây đang kiếm vàng. Hai con vàng. Tại vì cá nhỏ như vậy nè, là đó là nhà Mỹ rồi nè. Cá này là hàng cái là đây chú đẹp trai nhất là chủ à. Mà dễ thương lắm, đi đâu cũng dễ thương. Đây là hồ cá bạc ngàn nè. Sao đâu, mình là người Việt Nam mà đâu sao anh. Ô cái ớt em bứng vậy được á. Anh chọc cho ớt về nhà em cái trời. Tại ớt nhà Việt Nam mình ai không có. Thôi tại vì em anh này dẫn em qua. Ừ. Tại vì em không có biết bên này. Ừ. Tại vì em vòng có hỏi ai đâu. Qua mấy cái dàn filter này anh mua là có cái nào bán lại không? Anh tự làm không rồi em. Ờ. Nếu mà em thích đó anh có đồ mà anh làm cho mấy cái dàn lọc mà mình order mắc đó. Ờ. Có cái thùng xanh đó anh, cái thùng xanh mà trắng trắng đó bằng anh thùng còn cái thùng nào nữa không? Cái nào? Thùng trắng trắng đó hả? Dạ. Thùng trắng trắng nó mắc lắm. À, không phải là ấy mà là bạn nó là mình phải order. Dạ. Cái đó là 3.500 một cái. Ồ. Nè. Đây, thấy cá đâu mà chưa? Ô mẹ. Bật ngàn á, coi cái bật ngàn của mình. Hai đứa mình đọc đấy. Cá nó được cá mới mấy tháng hả? Cá một năm cũng biết là phải dài rồi đấy. Wow. Cá này là bây giờ mới mấy tháng đang được nuôi đây nè. Đó à. Bật ngàn trở lên đó. Mê chưa? Mê chưa? Mê đó hả? Nó trong đây là hàng độc không à? Đây, hai anh chú này đang coi lưỡi cá. Wow. Ngày qua em định tính chạy qua mà thôi chứ trời nắng ấm ấm, bữa này nắng quá đẹp quá mới chạy qua. Mình bắt vô em bắt con vàng. Đây hồ mình đang kiếm con vàng. Thấy chỗ nào? Showa Kohaku đó. Showa Kohaku. Wow. Ra ngoài chơi con. Ra ngoài chơi. Nó làm gì vậy? Ra ngoài chơi chưa? Con xíu rồi. Đó quá. Con này ngàn á hả anh? À, có nhiều con cháu có 500 tùy theo con. Ờ. Wow, cái này nhờ. Khoảng cần mua online qua này có bán đầy đủ cá rồi. Oh man. Cá này còn đẹp hơn online nhiều lắm em. Yeah. Nó tại vì cái dàn bên của em đang trộn cụm bắt hết đã xong mới dần. Em mới tuyển cá gì. Đâu, cá là anh mua về đó à. Anh dạ. Mua về chơi. Dạ. Anh mua về bán. Mua về chơi thôi. Ừ. Wow. Con này loại 500 ngàn có. Em đố cái bán được. Con nhỏ nó chút xíu trên đầu ha. Con nhỏ nó là nhiêu anh? Anh con nhỏ nó 500. Đó thấy không? Đắt 500 như vậy đó, một khi nó ra như vậy là em hao nhà. Cháu này. Con nó về sớm đây. Nó là 80 phần một cùng. Ủa vậy xài không có xài cái kia hả bạn? Ờ, không có xài cái bò nó không có dưới được phải chưa rồi, nó không có lọc được. Ồ. Cái
Ờ. Tại vì em cứ xài cái đó không à, mà cái rong nó đánh nó không có kịp được cái rong ở dưới cái hồ á. Nó chưa từ nó không có mặt chưa đó. Ờ. Cái này nha. Wow. Cái này nha. Ok. Ủa cái này anh Thùng anh bán lại không? Hả? Anh bán lại không? À, muốn lấy thì lấy, anh để giá anh mua cho bao nhiêu, cái này là đồ chơi và anh giá mua bao nhiêu để bao nhiêu, cái đó là 86 đồng một bịch của bạn đó. Ok. À, thì em muốn lên mạng em mua được cũng 86 đồng đó. Ờ. Còn nếu mà ấy thì ra đây lấy đồ anh à, thấy không? Ok. Anh chứa đầy đồ hết đó. Ờ. Ồ mấy cái này có hả? Đầy đủ hết, anh không okay. Có gì hết. Vậy vậy, vậy có gì em chạy qua đây lấy. Ở đây á, không biết bột không có bán mấy cái này nha. Cái nào? Mấy cái deep socket này. Không, nhà khô có chua. À, mấy cái deep socket này cái thứ đó. Nó không có bán mấy cái vào này nè, nó không có. Dạ. Còn nó cứng lắm, của mình rất là mềm. Dạ, ok. Đó. Vậy có đồ. Thiếu cái gì chạy ra đây mà lấy. Dạ, ok. Anh ở đây cái gì á, anh cũng để lại cho cái đó này á. Dạ. Cho bạn bè chơi thôi, chứ mấy cái đó không có lời mua bao nhiêu. Ê. Chỉ là nó sale thôi. Dạ. Chỉ khi nó sale thì người ta có thể mua rẻ hơn anh thôi. Dạ. Dạ, con mèo dễ thương vậy. Wow, đất của anh quá rộng hả? Còn đây luôn á hả? Ừ. Wow. Anh có chồng gì, nuôi con gì không? Có nuôi cả. Quá cái thùng xanh này anh bán gì? Mình lấy hai con nè, người ta cho. Này hồ mình đang có màu vàng á. Mình nuôi bên nhà hồ này luôn. Đúng là ông này dễ chiều dễ thương thiệt đó chứ. Lúc nào rảnh nhậu đi. Đây là crush nè. Giờ rồi. Tôi coi đá ly cà phê em nha. Đi hết như rồi. Ồ, vật đá rồi. Này cái này anh phải chơi hồ lớn á. Hồ lớn nó thả nó ra này vô. Mà anh nói nếu mà anh thu dân, anh thu cái lọc của mình mệt. Ừ, ngon quá rồi mình. Qua cái đó em mua anh lại xong tuần tới em đưa tiền được không? Tại vì em không cầm tiền mặt theo á. Wow. Còn đó bạn. À, bán bao nhiêu anh? Hả? Con này á. À. Nếu mà em cứ chơi hiện tại đó. 1.000. 1.000 á. Nếu mà 3 tháng sau em tới đó sẽ là 2.000. À. Đó, cái nó biết con cái gì như đó. Wow. Còn baby. À, còn baby. Còn trong trắng nữa. Em muốn lấy baby rồi hả? Không rồi.
một con này cũng 10.000 trở lên, 16.000 trở lên là một con đó, tùy cái size nha. Đấy, coi dầm bơm đây, dàn hàng hồ cá ở Mỹ, cá khôi ở Mỹ, đủ cái con mà chấm đỏ đó đó, anh thấy không, con đó là cũng 20.000 chấm không chấm lệch luôn. Cầm bạn và đây đi qua phía bên kia để mình đứng lên mình bắt vào. Chắc anh cho ba bọc ba nhà thôi. Ok không sao. Này cảnh bắt cá rồi. Này về nói ai mua kêu ông cho tôi nha, đừng kêu ông mua nha, bị chửi nữa đâu. Wow, cái con vàng kia nó đậm mà dễ sợ mà. Tụi con này đang có cái chấm vậy nè, nó là cái chấm này nó đậm đó nha, còn đi xíu à nó... ok nó được xíu gì nó bắt cặp đó già nè con à... Wow, nếu mà cái gì anh có xài thuốc gì không hay là cái gì mà? Ở đây là không có xài thuốc men gì hết. Ủa vậy hả? Mỹ là không bao giờ xài thuốc, thì có những cái dàn lọc dở thì mới xài thuốc thôi. Dàn lọc mình xịt con cá ngoài hồ nó đâu có xài thuốc gì đâu, nó sống thoải mái vậy. Tại sao mình phải xài thuốc làm gì? Bỏ nó bỏ đi một màu đó nên một tiền đẹp. Sao người nào bắt con nào? Ok anh bắt giùm tôi con này với con già. Con nào con này? Con này nè, con này. Masagi. 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 Ủa Dũng nhà có cái này không? Không. Thằng đó anh già đó đó. Masagi. Masagi. Con vàng nào? Già này nè. Yamabuki. Tên gì? Yamabuki. Yamabuki. Đây là Suzuki á. Wow, con nó đẹp ấy. Anh đang bắt con nào vậy? Anh bắt con này với con này. Rồi, anh bắt con bạn này đi. Nhà con này. Này con như con đó như con cái nha. Con vàng đó con cái á. Nó nhỏ quá, không có chắc chắn được. À, đúng rồi, nó lớn. Này nó lớn được khoảng bao nhiêu? Hả? Lớn như mắt bông mà bao nhiêu? Mấy con này đó cứ khoảng 25 cm. Tại vì cá này là cá average, không phải là cá top the line. Giống như cá bên này nè. Là cá này là bao cái bên đó, là đủ cho cá tô hộp chính hết. Mấy cá mà bên này là 1000 con đó. Nghe cách rồi. Còn cá này đó là chỉ có nó lớn có khoảng 25 bên thôi, 45 bên. Là cái thiết thôi. Cái này bạn cùng thôi 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 th
xưa là 12 thì 1 phút, 54 thì 2 phút, có 6 thì 12 phút, 2 phút. Rồi mà nếu mà cá anh mua có ship không? Có ship không? Không, xưa nay mi ok, cá của mi có ship. Mà nhưng mà phải đích thân tới đây lựa. Ok. Nếu mà không lựa là mình không bao giờ bắt cá hết. Tại vì không có cần cái phiền não đó, phải không? Có nhiều người khi mình chụp trên hình đó là khác cho người ta ấy. Khác. Dù biết trên mạng mà bao nhiêu người đòi cá của mi nói không đấy. Họ bay qua bên này, muốn cá của mi. Đi về đi rồi mi ship về. Mình thấy tận mắt. Ship là người đó ở đâu? Ở đây. Chưa cô. Chưa cô. Mà nếu mà ông cậu em là chuẩn bị tháng 3 này qua. Thật ra giờ dư lượng cũng được nhưng mà chúng ta chịu trách nhiệm. Đó, đó, đó. Bắt đi. Thôi bắt đi. Giúp bà. Đó, cái cá của mi đó, không bao giờ mi ship. Mẹ ôm luôn á. Trừ khi du thích tâm tới đây. Dạ. Tại giờ lúc coi trên hình á thì nó vậy. Đúng. Đem về cái